quốc tế đã công nhận Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Giá trị pháp lý về tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong hội nghị San Francisco không những được khẳng định đối với các quốc gia tham dự mà còn đối với những quốc gia cũng như chính quyền không tham dự. Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 năm 1951, diễn ra một sự kiện quan trọng, đó là hội nghị được tổ chức tại San Francisco, California, Mỹ, giữa lực lượng đồng minh và Nhật Bản. Hội nghị này có phái đoàn của 51 quốc gia tham dự để thảo luận về vấn đề chấm dứt chiến tranh tại châu Á Thái Bình Dương và mở ra quan hệ với Nhật Bản thời hậu chiến. Trong hội nghị này, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc không được mời tham dự do giữa Mỹ và Liên Xô không thống nhất được ai là người đại diện chính thức cho quyền lợi của Trung Hoa. Vấn đề chính được đưa ra thảo luận là dự thảo hiệp ước hòa bình giữa các nước trong phe đồng minh với Nhật Bản do Anh Mỹ đưa ra ngày 12 tháng 7 năm 1951 nhằm chính thức kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Á Thái Bình Dương dưới thờ pháp thuộc chính quyền thực dân đại diện cho Việt Nam thực thi và bảo vệ chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa ngày 14 tháng 10 năm 1950 chính phủ Pháp chính thức chuyển giao cho chính phủ Bảo Đại quyền quản lý quần đảo này thủ hiến trung phần việt nam lúc bấy giờ là phan văn giáo đã chủ tọa việc chuyển giao quyền anh quản lý quần đảo hoàng sa chính vì vậy theo lời mời của chính phủ hoa kỳ với tư cách là thành viên của khối liên hiệp pháp thủ tướng kiêm ngoại trưởng quốc gia việt nam chính phủ bảo đại là trần văn hữu đã tham dự hội nghị san francisco ông trần văn hữu đã có một bài phát biểu quan trọng khẳng định chủ quyền việt nam tại hội nghị này Ngày 8 tháng 9 năm 1951, 48 quốc gia tham dự hội nghị đã ký một hiệp ước hòa bình, còn gọi là hiệp ước San Francisco hay hiệp ước hòa bình San Francisco. Hiệp ước này đã chính thức chấm dứt Thế chiến thứ hai ở Viễn Đông, cũng như đánh dấu chấm dứt cho sự tồn tại của chủ nghĩa quân Việt Nhật. Các nước tham gia hiệp ước ký tên Cộng hòa Argentina, Úc, Bỉ, Bolivia, Brazil, Campuchia, Canada, Ceylon, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Hy Lạp, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Lào, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Ecuador, Ai Cập, Salvador, Ethiopia, Pháp, Liban, Liberia, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, Nicaragua, Na Uy, Ả Rập Xê Út, Syria, Liên bang Nam Phi, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Hoa Kỳ, Uruguay, Venezuela, Việt Nam, Chính phủ Quốc gia Việt Nam, Cổ quốc trưởng Bảo Đại, Nhật Bản, Do những bất đồng nên Liên Xô tiếp khắc Ba Lan không tham gia ký hiệp ước này. Trong hiệp ước Francisco, ở điều 2 đoạn 7 ghi rõ, Nhật Bản khước từ mọi chủ quyền và đòi hỏi đối với tất cả các lãnh thổ mà họ chiếm bằng vũ lực trong đại nhị thế chiến, trong số đó có các đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hiệp ước Francisco bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 1952 trong khuôn khổ hội nghị San Francisco tham dự với tư cách là một thành viên chính thức đoàn Việt Nam đã có những tuyên bố phát biểu quan trọng theo đó ngày 7 tháng 9 năm 1951 tại hội nghị San Francisco có sự tham dự đầy đủ của phái đoàn 51 quốc gia thủ tướng kiêm ngoại trưởng Trần Văn Hữu của chính phủ Bảo Đại đã long trọng tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của chúng tôi trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Chúng tôi cũng sẽ trình bày ngay đây những quan điểm mà chúng tôi yêu cầu hội nghị ghi nhận, chứng nhận và cũng vì cần phải thành thật lợi dụng tất cả mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp sau này. Chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ rất lâu đời của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ông Trần Văn Hộ phát biểu, tuyên bố xác nhận chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của phái đoàn Việt Nam không hề gây ra một phản ứng chống đối hoặc yêu sách nào của 50 quốc gia còn lại tham dự hội nghị tuyên bố của phái đoàn quốc gia việt nam về chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa trong hội nghị mà không có sự phản đối nào của các nước tham gia cũng chính là sự thừa nhận của các nước đồng minh về chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo này hơn nữa, điều 2 của Hiệp ước Hòa bình San Francisco có hiệu lực đã tái lập sự toàn vẹn lãnh thổ của những quốc gia bị quân Nhật chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Do đó, việc Nhật Bản tuyên bố từ bỏ tất cả các quyền danh nghĩa và đòi hỏi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa cũng có nghĩa là Nhật Bản trả lại chủ quyền của hai quần đảo mà nước này chiếm đóng trong giai đoạn 1936 đến năm 1946 cho Việt Nam. Chủ quyền đối với hai quần đảo này do vậy hiển nhiên thuộc về Việt Nam. Sau hội nghị San Francisco, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn do lực lượng trú phòng của chính quyền Bảo Đại quản lý. Đến năm 1954, đất nước Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, hai quần đảo này được đặt dưới sự quản lý hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Như đã nói ở trên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc không được mời tham dự hội nghị San Francisco trong phiên họp khoáng đại ngày 5 tháng 9 năm 1951 của hội nghị đòi hỏi cho quyền lợi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong hội nghị San Francisco đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã được phái đoàn Liên Xô nêu lên. Phát biểu trong phiên họp này, Ngoại trưởng Liên Xô Andrei Aromiko đã đưa ra đề nghị gồm 13 khoản tu chính để định hướng cho việc ký kết hòa ước thực sự với Nhật Bản. Trong đó có khoản tu chính liên quan đến việc Nhật nhìn nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phía đảo Hoàng Sa và những đảo xa hơn nữa dưới phía nam. Nhưng với 48 phiếu chống và 3 phiếu thuận, hội nghị đã bác bỏ yêu cầu này của phái đoàn Liên Xô như vậy, cái gọi là danh nghĩa chủ quyền Trung Quốc đối với các quần đảo ngoài khơi Biển Đông đã bị cộng đồng quốc tế bác bỏ rõ ràng trong khuôn khổ của một hội nghị quốc tế. Về phía Trung Quốc, khi thấy bị gạt ra khỏi hội nghị, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phản ứng bằng cách ra một số bản tuyên bố chính thức, đồng thời cho đăng các bài báo để lên án Mỹ về việc không mời Trung Quốc tham dự hội nghị để trình bày quan điểm của mình. Một trong những điểm này là đòi hỏi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc lại không đưa ra một chi tiết nào để chứng minh chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo này. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc ngang nhiên cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế cũng như hiến chương Liên hợp quốc, hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 mà họ đã cam kết tôn trọng và chứng thư sau cùng ngày 2 tháng 3 năm 1973 của hội nghị thế giới về Việt Nam mà Trung Quốc là một nước ký tên vào đó. Theo nhiều chuyên gia luật, chuyên gia lịch sử, việc quốc gia Việt Nam dưới sự bảo trợ của Pháp tham gia hội nghị San Francisco và tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các sự kiện minh chứng cho sự xác lập chủ quyền từ sớm về pháp lý cũng như sự chiếm hữu một cách hòa bình trên thực tế đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Giá trị pháp lý về tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong hội nghị San Francisco không những được khẳng định đối với các quốc gia tham dự hội nghị mà còn đối với những quốc gia cũng như chính quyền không tham dự hội nghị bởi những ràng buộc của tuyên giáo Cairo và tuyên bố Potsdam. Việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong hội nghị San Francisco là sự tái lập, tái khẳng định một tình thế đã có từ trước. Thêm nữa, hội nghị Geneva năm 1954 bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương với sự tham gia của những quốc gia không có mặt tại hội nghị San Francisco cũng đã tuyên bố cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Tạ sĩ Luật Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông nhận định, Hiệp ước Hòa bình San Francisco là một hiệp ước quốc tế được ký kết chính thức giữa 48 trên 51 nước tham dự, trong đó có các cường quốc càng đầu như Mỹ, Pháp, Anh nên hoàn toàn có giá trị pháp lý. Hiệp ước này đã có hiệu lực từ năm 1952 nên các quốc gia trực tiếp ký kết hoặc không ký kết nhưng có ràng buộc liên quan bởi các hiệp định tuyên bố khác về tuân thủ. Theo Thạc sĩ Hoàng Việt hiệp ước San Francisco và nội dung quan trọng thể hiện sự công nhận của cộng đồng quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các cơ quan chức năng Việt Nam nắm rõ từ lâu, các học giả nhà nghiên cứu cũng đã có nhiều tìm hiểu nghiên cứu về hiệp ước này. Tuyên bố của phái đoàn quốc gia Việt Nam trong hội nghị San Francisco về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam tiếp tục đưa ra vấn đề tranh chấp ở hai quần đảo này ra các hội nghị diễn đàn quốc tế. Ông Việt nói, vấn đề là thời điểm và cách thức đưa ra như thế nào cho hợp lý và đạt hiệu quả cao nhất. Đây cũng chỉ là một căn cứ trong hệ thống rất nhiều bằng chứng pháp lý, lịch sử khẳng định rõ chủ quyền lâu đời và không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các bạn vừa theo dõi video, quốc tế đã công nhận Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.